Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 22 tháng 7 năm 2012. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt sáng Chủ nhật. Sáng nay quý vị có khỏe không? Khỏe và trời ấm, thành tử đi picnic hơi nhiều. Kính thưa đại chúng, Pháp Hòa có nhận hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là xin Thầy hướng dẫn làm sao khi con có mang thai, con phải dưỡng thai và dạy con như thế nào. Giờ làm thêm nghề này nữa, mình phải mở một cái clinic dạy dưỡng thai. Câu hỏi thứ hai là quý Thầy thường có chữ thích ở phía trước cái pháp danh của mình, như vậy thì chữ thích này từ đâu ra? Đó là hai câu hỏi Phật tử gửi về chùa để hỏi. Và trước khi Pháp Hòa nói cái chữ thích đó, thì Pháp Hòa xin trả lời một câu hỏi này. Một Phật tử hỏi tại sao khi mà chúng ta bắt đầu một buổi pháp thoại thì chúng ta thường niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, thường thường khi chúng ta bắt đầu một buổi lễ thì hay là một buổi pháp thoại thì chúng ta thường niệm Phật. Niệm Phật để làm gì? Niệm Phật là để cất cái tiếng niệm lên, để làm cho tất cả mọi người ở trong cái hội trường đó, trong cái giảng đường đó, định cái tâm bằng ba câu niệm Phật. Nhưng mà tại sao mình không niệm Phật khác mà mình niệm Phật Thích Ca? Bởi vì Phật Thích Ca là vị thầy ở cõi của chúng ta đang sống đây. Vì vậy cho giống như mà mình nói ví dụ như bây giờ thế giới của mình á, cái cõi của chúng ta là theo kinh Phật á, gọi cái cõi này là cõi Ta Bà. Cõi cõi mình đang sống đây là cõi Ta Bà. Còn thí dụ như cõi Phật A Di Đà là cõi gì? Cõi Cực Lạc, thí dụ vậy đó. Thành thử mỗi một cái cõi nó có một cái tên. Còn mình nói bây giờ mình nói cho gọn là nước của mình đang ở là nước Canada, nước bên kia người ta đang ở là nước Mỹ.
thì vị giáo chủ nào ở nước đó thì mình phải tôn trọng. Cho nên cái vị giáo chủ mà đang ở cõi của mình là Đức Thích Ca Mâu Ni. Thành thử ra mình gọi là tiếng nguyên âm tiếng Phạn là Sakya Muni Buddha, tức là Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà bởi vì chúng ta nhận Đức Thích Ca Mâu Ni làm thầy của ta ở cái cõi này, cho nên mình thêm hai chữ bổn sư. Chữ bổn sư là mình thêm, chứ bổn sư không phải là tên của ai hết. Bổn là gì? Bổn là của con, sư là thầy. Vì cho nên mình nhận Phật Thích Ca là thầy của con. Có chỗ dịch ra tiếng Anh là homage to our root teacher Shakyamuni Buddha. Root teacher là thầy gốc. Cũng giống như Phật tại quý thầy gặp quý vị, quý thầy hỏi quý vị quy y chưa, nói dạ bạch thầy con quy y rồi. Bổn sư là ai? Bổn sư là ai? Là ông thầy mà truyền giới cho mình đó. Hiểu ý không? Khi người ta hỏi mình bổn sư là ai thì mình nói dạ bổn sư con là hòa thượng chi đó, thượng tọa chi đó, hay thầy chi đó, hay sư cô chi đó. Bổn sư tức là thầy của con, mà thầy trong cái đời mà làm lễ quy y cho mình trong cái hiện tại đây. Còn Đức Bổn Sư là thầy của tất cả chúng ta. Không cần biết người Việt, người Tàu, người Miên, người Úc gì đó, chúng ta cũng cùng một vị thầy. Đó là Thích Ca Mâu Ni. Cho nên chữ Nam Mô là nguyên tiếng Phạn. Dịch cái chữ Nam Mô nghĩa là cung kính, là quy mạng, là kính lễ. Chữ Nam Mô có 6 nghĩa. Nhưng mà bởi vì dịch một nghĩa nào nó cũng không đủ hết một chữ Nam Mô, cho nên để nguyên. Cái này trong danh từ nhà Phật gọi là đa hàm bất phiên. Đa hàm là nhiều nghĩa không có dịch. Bởi vì dịch một nghĩa nào thì nó cũng chưa nói hết được cái chữ của nó, cho nên để im. Quý vị có nhớ Ngài Huyền Trang không? Ai coi phim Tây Du Ký đó không? Thì Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang đi qua Ấn Độ thỉnh kinh. Khi Ngài trở về Trung Hoa, Ngài bắt đầu dịch kinh. Thì trong quá trình phiên dịch kinh điển, Ngài có đưa ra 5 điều kiện không nên dịch. Thì trong nhà Phật gọi là ngũ chủng bất phiên, 5 điều không dịch. Thì trong đó có một điều là nếu mà cái chữ đó nhiều nghĩa quá không dịch. Đa hàm bất phiên. Rồi có khi cái chữ đó là tên của người ta không thể dịch. Thí dụ như cô đó tên là Nguyễn Thị Cư, cái mình cứ hiểu là cư là ở, cái mình dịch là bà Nguyễn Thị ở, đâu có dịch được. Tên người ta là phải để yên, cho nên tên người không thể dịch. Hoặc là ở cái xứ của ta không có thì không thể dịch. Chẳng hạn như ở Trung Hoa, ở bên Ấn Độ có cây A Lê, Trung Hoa không có, Việt Nam không có, thì phải để nguyên chữ của nó là cây A Lê, mà không thể lấy một cây khác thế vô. Ví dụ đang dịch tới cái chỗ đó, cái thấy cây A Lê, cái mình dịch đem cây xoài, cây bưởi nào đó vô nói đại là không được. Đất quốc độ của mình ở không có, không nên dịch. Mà trong đó có một chữ nghĩa nữa là gì? Mật ngữ bất phiên. Chữ đó nói lên là nó chuyên chở được cái huyền diệu, cho nên không dịch. Thí dụ như bây giờ á, ta nói Nam Mô ai cũng biết hết á, không cần phải đạo Phật. Nhiều khi họ muốn chọc mình họ cũng nói Nam Mô được. Hồi đó Pháp Hòa đi học lớp 12 đó, học lớp 11, 12 high school. Sáng vô trường là gặp mấy anh chàng Việt Nam mà cùng cỡ với mình, là anh đứng ngay cửa anh chọc mình à. Thấy mình đi vô cảnh chắp tay đây, Nam Mô A Di Đà Phật, bần tăng là kẻ tu hành, bao nhiêu thịt chó để dành bần tăng. Hồi đó là đi học là sáng nào cũng bị chọc. Bây giờ thời mấy chú là sướng rồi, mấy chú là người ta biết rồi, ông thầy là chi, người tu là chi. Chứ hồi đó Pháp Hòa đi học là chưa có ai biết. Còn những người Việt Nam, những người Mỹ,
những bạn của Pháp Hòa nó cùng lớp, nó không có biết về Phật giáo nhiều. Hồi đó đi học là bị chọc dữ lắm. Thì cái chữ Nam Mô đó hãy nói lên là tự nhiên người ta sanh cái tâm cung kính. Vì giống như cái chữ Bát Nhã, quý vị có nghe chữ Bát Nhã không? Bát Nhã là gì? Bát Nhã là trí tuệ siêu việt. Nhưng mà vì trí tuệ siêu việt đó cũng chưa nói lên hết được trọn vẹn cái chữ của Bát Nhã, cho nên để yên, chữ Bát Nhã để yên. Cho dù là dịch trí tuệ tuyệt vời, trí tuệ siêu việt, trí tuệ gì đi nữa cũng không lột được hết cả một cái chữ Bát Nhã, Prajna. Cho nên để yên đó. Dịch không nổi. Nguyên chữ Phật không ba nghĩa. Chữ Phật không ba nghĩa, Buddha có ba nghĩa: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Mà độ thiếu một trong ba cái này chưa gọi là Phật. Cho nên để yên chữ Phật đó, không có dịch. Mình gọi Phật là mình gọi tắt, gọi đủ là Phật Đà, theo tiếng Ấn Độ là Buddha, âm người Trung Hoa âm là Phật Đà, hồi xưa nữa âm cũ, âm xưa nữa Phật Thù, Buddha đó, Phu Thô, Phật Đồ. Thôi bây giờ mình trở lại. Ngài Huyền Trang, Ngài đi qua Ấn Độ rồi Ngài dịch kinh, Ngài có đưa ra những cái chữ không có dịch. Thì ở trong này cũng vậy. Cái chữ Nam Mô ai cũng biết, chắp tay là biết Nam Mô. Nam Mô là gì? Là cung kính, là kính lại. Cho nên tiếng Anh nhiều khi dịch là fully respect, có khi tiếng Anh dịch là homage, cung kính. Nhưng mà những cái chữ đó dịch là dịch vậy thôi, chứ còn chưa đủ cái nghĩa của chữ Nam Mô. Nhưng mà phải dịch để cho người Trung, người Mỹ họ hiểu là cái chữ Nam Mô nghĩa là gì. Cho quý vị mà tụng mấy cái bài chú, quý vị tụng cái câu là nẵng mồ, là chữ nẵng mồ đó là cũng chữ Nam Mô đó. Nhưng mà tại vì người Hoa âm Nam Mô cho nên âm là nẵng mồ. Nẵng mồ Tô Rô Bà Gia, nẵng mồ Tác Phạ Đắc Tha vậy đó, vân vân. Thì bây giờ mình mới niệm Nam Mô xong rồi mình mới nhận cái vị Phật mình sắp nói tên là thầy của con, cho nên mình thêm hai chữ Bổn Sư. Rồi bắt đầu mình mới nói tên của vị Phật đó là Thích Ca Mâu Ni Phật. Chữ Phật là danh từ chung, Thích Ca Mâu Ni là danh từ riêng, Sakya Muni. Vậy thì quý vị hiểu được cái ý là tại sao mình niệm Phật. Khi mình niệm lên thì ba tiếng đó thì làm cho hội trường đại chúng an tịnh. Có thể hồi nãy quý vị ồn ào, quý vị nói chuyện hay quý vị xếp kinh, nhưng mà đại chúng cùng chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần thì tự nhiên im lặng trở lại. An định là hội trường, định tĩnh cái tâm. Đó là cái gì? Đó là cái lực của niệm Phật. Cho nên tại sao chúng ta phải thường xuyên niệm Phật? Về nhà cũng niệm, đi đứng nằm ngồi cũng niệm, lái xe lúc nào nhớ niệm. Thay vì mình niệm cái khác, mình niệm cái hờn, cái giận, cái phiền muộn, cái niệm đó nó chỉ làm cho mình khổ đau thêm mà không có lợi ích. Thôi niệm Phật. Niệm Phật tức là miệng mình lăm râm tiếng Phật, tâm mình nghĩ tới Phật, cũng là niệm Phật. Thí dụ như người ta tặng cho mình một món quà, người ta nói tôi tặng anh cái món quà để đem về làm kỷ niệm. Chữ kỷ là gì? Kỷ là cũ, cũ kỹ á. Chữ kỹ là cũ, chữ niệm là nhớ. Mai mốt anh gặp cái món hàng này thì anh nhớ rằng ngày xưa mình đã từng gặp nhau vào thời điểm đó. Vì vậy cho nên chữ niệm đúng nghĩa là gì? Là nhớ nghĩ, chứ không phải miệng lâm râm niệm Phật kêu niệm Phật. Chữ niệm đúng nghĩa của nó là nhớ nghĩ. Thí dụ mình nói hôm nay chúng ta cùng tưởng niệm đó, chữ tưởng niệm đó, tưởng nhớ và niệm người đó, niệm người đó là tưởng niệm. Hôm nay chúng ta làm lễ kỷ niệm 10 năm à. Vì vậy cho nên á, mình niệm cái chữ niệm đúng nghĩa là nhớ. Rồi bây giờ mình trở lại cái chữ thích nè. Thường thường á, những vị trong nhà Phật á, đệ tử Phật á, ai cũng có cái pháp danh. Mà cái pháp danh này á,
chúng ta bắt nguồn từ Trung Hoa, chứ cái thời Phật không có chuyện đặt pháp danh. Thí dụ giờ thầy đó tên là Sariputra, là Xá Lợi Phất, đi vô tu cũng giữ tên đó chứ không có đổi tên. Nhưng mà sau này khi mà truyền sang tới Trung Hoa đó, thì chư tổ Trung Hoa mới nảy ra cái ý là bắt đầu đặt cái tên, đặt một cái pháp danh cho mỗi một vị đệ tử. Nhưng mà ngày xưa bên Ấn Độ á, bởi vì các vị trùng tên rất là nhiều, để phân biệt vị đó là ai thì người ta lấy cái tên làng á, người ta đặt trước cái tên của vị đó. Phá Hòa nói ví dụ như ngài Ca Diếp, Ca Diếp là tiếng Phạn đọc là Kasipa. Thì bây giờ ngài Ca Diếp nhiều lắm, cho nên người ta muốn phân biệt Ca Diếp nào thì người ta lấy cái tên làng. Cho nên chúng ta có một vị Ca Diếp tên là U Lâu Tần Loa Ca Diếp. U Lâu Tần Loa là cái làng, cái xóm. Cái xóm U Lâu Tần Loa là ở bên Ấn Độ mà gần cái chỗ Phật thành đạo. Thì ngài Ca Diếp sanh trong cái làng đó, cho nên gọi ông này là U Lâu Tần Loa Ca Diếp. Rồi cái ông đó, ông sanh ở cái làng Già Gia, cho nên kêu là Già Gia Ca Diếp. Vì Ca Diếp nhiều quá, lấy cái tên làng đặt ở trước. Hiểu ý không? Rồi bây giờ mình mới đặt pháp danh. Thì cái chữ pháp danh là gì? Chữ pháp là Phật pháp, chữ danh là tên, tên trong Phật pháp. Mà mỗi một cái tên á, là một cái ý nghĩa để chúng ta tu hành. Mỗi một cái tên là một pháp tu, chứ không phải chỉ là cái tên bình thường. Cái tên của mình là pháp tu á. Thí dụ như bây giờ cái vị Phật tử đó tên là Diệu Thiện. Chữ thiện là tốt, chữ diệu là vi diệu. Như vậy thì cái pháp tu của vị Phật tử này là lấy Phật pháp, lấy điều lành làm cái pháp tu vi diệu của mình. Có nhiều người họ không có diệu thiện, họ diệu gì, diệu xấu, diệu dữ. Cũng dữ mà dữ cực kỳ kêu diệu dữ, phải không? Cho nên là mỗi một cái pháp danh đó là mỗi một cái tên để tu hành. Thầy đó thầy đặt cho mình là ô, thầy đó đặt cho mình pháp danh là Quảng Xã. Trời ơi tên nghe xấu quắc. Không có đâu, Quảng Xã đẹp lắm. Quảng là rộng, xả là bỏ. Người này là cái người học cái hạnh buông xả rộng rãi. Nhiều khi nghe cái chữ tiếng Việt nghe nó không hay, phải không? Nhưng mà dịch nghĩa nó hay. Cho nên mỗi một cái tên, một cái pháp danh của mình là hay lắm. Có một vị Phật tử lên quy y, có pháp danh là Thanh Minh. Chữ Thanh là trong sáng, chữ Minh là rõ biết. Người này biết tất cả việc, mà mỗi việc đều biết một cách trong suốt. Ông lên nói con xin trả tên, tại vì cái tên nghe đám cúng quá. Hỏi tại sao đám cúng biết không? Tại vì có Thanh Minh đó. Tháng 3 trong tiết Thanh Minh đó, nghe chữ Thanh Minh ớn quá, không dám nhận. Khổ không? Tại mình không hiểu cái nghĩa, chứ đâu có cái nghĩa gì đâu. Rồi có một Phật tử nào đó đặt tên là Từ Hải. Nó trời ơi tên nghe sao giống ở trong truyện Kiều quá. Từ Hải, chữ từ là từ bi, chữ hải là biển. Người này từ bi rộng như biển. Tức là học, mình phải học cái lòng từ bi mình rộng như biển, chứ có gì đâu không được. Cho nên mỗi một tên là mỗi một cái ý nghĩa và ứng dụng để tu hành. Thì mỗi một thầy á, đi tu á, có cái pháp danh. Thì pháp danh này để đi theo cái dòng kệ. Mình nói cái pháp danh mình ra, cái ta biết mình trực thuộc dòng thiền nào, hệ phái nào. Rồi bên cạnh cái pháp danh á, mình có một cái pháp tự. Cái pháp tự là cái tên để gọi hàng ngày. Giống như chú Trung Thiện. Chữ Trung Thiện đó là pháp danh đó, là đi theo cái dòng kệ. Nó có cái bài kệ là Minh Đạo Bổn Nguyên Thành Phật Tổ Tiên, Minh Như Hồng Nhật Lệ Trung Thiên. Hòa thượng mà chúng ta thờ phía sau đó, pháp danh của ngài là đứng đầu bằng chữ Hồng. Cho nên thầy viện chủ là chữ Nhật,
minh như hồng nhật. Mỗi một thế hệ là một chữ, chữ nhật xong rồi đó, thế hệ Pháp Hòa là chữ lệ, rồi Pháp Hòa cho xuống là chữ trung. Minh như hồng nhật lệ trung. Mai mốt chú Trung Thiện có đệ tử đặt chữ thiên. Cứ một thế hệ là một chữ, cái đó gọi là pháp danh. Còn cái pháp tự của chú Trung Thiện là cái gì? Là Huệ Tạng. Cái pháp tự không cần theo dòng kệ, pháp tự mình bất cứ một cái chữ nào mình muốn. Chữ Huệ là trí huệ, chữ Tạng là chứa, người có chứa đầy đủ trí tuệ là Huệ Tạng. Cái pháp tự là Huệ Tạng, pháp danh là Trung Thiện. Rồi thí dụ như giờ mai mốt cái vị đó đó đi thọ tỳ kheo giới, được thầy cho mình thêm một cái tên nữa gọi là pháp hiệu. Pháp hiệu là thêm một tên, nhưng mà thường thường pháp hiệu này á có khi không phải do thầy của mình cho, mà do một vị thầy nào mình cầu pháp. Thí dụ mình giờ mình xuất gia với vị thầy này, nhưng mình tới thầy kia mình cầu cái pháp học, thì thầy đó có thể tặng cho mình thêm một cái pháp hiệu. Hoặc có khi vị này tự đặt cho mình một cái pháp hiệu. Rồi trong ba tên xài cái nào tùy ý mình, muốn xài tên nào mình xài. Đó là cái theo cái cá nhân của mình chọn lựa, vì mình có ba tên để mình chọn: pháp danh, pháp tự, pháp hiệu. Nhưng mà ai đi xuất gia rồi thì trung bình cũng phải có hai tên, cái pháp danh, cái pháp tự. Phật tử ở ngoài có pháp hiệu không? Không. Phật tử ở ngoài chỉ dùng chữ hiệu thôi mà không có chữ pháp. Thí dụ như á, cái vị đó thọ tam quy ngũ giới, pháp danh là Diệu Tâm, thí dụ vậy. Tự hay là hiệu, tức là khi thọ Bồ Tát giới, khi thọ thập thiện, vị thầy truyền giới có thể cho mình thêm cái tên. Cho nên thêm chữ tự thôi mà không có, hoặc là thêm chữ hiệu mà không có chữ pháp. Pháp hiệu không có. Chữ pháp hiệu là để dùng riêng cho các vị xuất gia. Còn cư sĩ tại gia là dùng chữ hiệu chứ không có chữ pháp hiệu. Cho mình phải biết mấy cái đó, để khi mình dùng cho những cư sĩ, Phật tử hay quý thầy thì mình biết cách. Rồi bây giờ chữ thích ở đâu ra? Nguyên ngày xưa các vị tăng ở nước ngoài vào Trung Quốc á, thì các ngài dùng tên của các ngài và lấy cái nước, cái quốc gia mà các ngài xuất thân từ đâu thì các ngài đặt ở chữ đó. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như là quý vị tụng kinh Pháp Hoa, quý vị sẽ thấy cái người dịch kinh Pháp Hoa từ tiếng Phạn ra tiếng Trung Hoa là Diêu Tần Tam Tạng Pháp Sư Cư Ma La Thập. Thì cái chữ Cư Ma La Thập là tên của ngài, nhưng mà ngài ở vào cái thời Diêu Tần, cho nên đặt cái hiệu, lấy cái nước Diêu Tần đặt ở phía trước, cho nên nó là Diêu Tần Cư Ma La Thập. Thì cái mình phải hiểu là Diêu Tần là cái nước, cái country của ngài, chứ không phải tên của ngài. Tên của ngài là Cư Ma La Thập. Thí dụ như chúng ta có một vị thiền sư Việt, của người Việt Nam, ngài tên là Tăng Hội, nhưng mà ngài xuất thân từ nước Khương Cư, cho nên chúng ta gọi là Khương Tăng Hội. Thì chữ Khương đó không phải họ, chữ Khương không phải họ, chữ Khương là cái nước, cái quốc gia ngài sanh ra, cho nên đặt là Khương. Ngài đặt cái tên của ngài trước là Khương, tên của ngài là Tăng Hội. Rồi thí dụ như quý vị có nghe ra cái một vị pháp sư tên là Trúc Pháp Lan không? Cái vị mà dịch quyển Tứ Thập Nhị Chương đó, thì ngài đúng ra pháp danh của ngài là Pháp Lan, nhưng mà ngài đi từ nước Ấn Độ qua Trung Hoa, mà ngày xưa nước Ấn Độ được gọi là nước Thiên Trúc, cho nên đặt cái chữ Trúc ở đầu là Trúc Pháp Lan. Vậy thì mai mốt mà dở kinh ra thấy cái chữ Trúc Pháp Lan là biết thầy này tên là Pháp Lan, đi qua nước Trung Hoa từ Ấn Độ, cho nên gọi là Trúc. Chữ Trúc là từ chữ Thiên Trúc. Giống như mỗi sáng chủ nhật á, chúng ta đảnh lễ đó, nhất tâm kính lễ liệt vị tổ sư qua các triều đại từ Thiên Trúc đến Việt Nam. Thiên Trúc là ở đâu? Ấn Độ.
Thiên Trúc là Ấn Độ, có khi người ta kêu là Tây Trúc. À, rồi như là ngài An Thế Cao, thật ra tên của ngài là Thế Cao chứ không có chữ An. Chữ An là bởi vì ngài xuất thân từ nước An Tức, cho nên lấy chữ An để đầu là An Thế Cao. An Thế Cao là vị dịch cái quyển Bát Đại Nhân Giác đó. Pháp Hòa nói vậy để cho đại chúng biết là mai mốt mình tìm tên vị này ở đâu. Thật ra nhiều kinh quý ngài dịch lắm, nhưng mà Pháp Hòa nói một cái quyển kinh mà nổi tiếng nhất của ngài, ngài An Thế Cao dịch Bát Đại Nhân Giác, ngài Trúc Pháp Lan dịch Tứ Thập Nhị Chương. Rồi thí dụ như ngài Đạo An, thì ngài Đạo An á, ngài là đệ tử của một vị tên là Trúc Phật Đồ Trừng. Trúc Phật Đồ Trừng thì khi mà ngài sống vào đời Tiền Tần thì ngài đi qua Ấn Độ, thì ngài mới thấy á, là thời đó ai cũng lấy cái tên nước của mình đặt trước cái tên mình, thì ngài thấy như vậy á, cũng được. Nhưng mà ngài nghĩ ra rằng á, tất cả chư tăng khắp nơi đều cùng đệ tử của Thích Ca Mâu Ni, thì tại sao mình không dùng chữ Thích để đầu để cho nó phổ thông, nó thống nhất hết. Và chính bản thân ngài đã ứng dụng cho ngài là Thích Đạo An. Và từ đó sau đời của ngài Đạo An thì chư tăng Trung Hoa đều dùng chữ Thích đứng đầu. Ngài Đạo An sanh năm 312, mất năm 385 trước Tây lịch. Thì kể từ cái khoảng thời gian đó, tất cả tu sĩ Phật giáo dùng chữ Thích đứng đầu. Bây giờ có nhiều nghi, Pháp Hòa thấy có nhiều vị để chữ Thích nhưng mà không có để theo tiếng Việt, để Sakya, là Thích Ca đó. Đúng ra nó là tôi là thuộc dòng Thích Ca gì đó. Thí dụ bây giờ mình nói Thích Ca Trung Thiện, Thích Ca Pháp Hòa gì đó, là cái họ mà Sakya, mình âm là Thích Ca. Nhưng mà bây giờ mình làm gọn là thành một chữ là chữ Thích. Vậy thì chư tăng ngày nay có chữ Thích ở đầu là xuất phát từ Ân Trung Hoa, do ngài Đạo An khởi xướng. Bởi vì ngài nghĩ chư tăng ai cũng xuất thân đều là đệ tử Phật, thôi mình lấy cái hiệu, lấy cái họ của Phật Thích Ca mình dùng cho nó phổ thông, thay vì ngày xưa lấy tên nước. Thí dụ bây giờ á, Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ chưa có vấn đề chữ Thích, bây giờ Pháp Hòa đi qua bên Trung Quốc, Pháp Hòa làm đạo, thì người ta hỏi ông tên gì, nói tôi là Việt Nam Pháp Hòa. Thí dụ vậy đó, tức là mình lấy cái nước của mình đặt ở trước cái tên mình để cho người ta biết rằng cái ông thầy này ở nước nào quá. Cho nên quý vị coi xem Tây Du Ký đó, thì lúc có khi ngài Huyền Trang ngài tự xưng ngài tôi là Đường Huyền Trang. Đường là thời nhà Đường, Huyền Trang là hiệu của tôi. Thì khi người ta nghe ta nói ồ, vị thầy này là ở Đại Đường đi qua. Thí dụ vậy đó. Vì vậy cho nên á, còn khi nào mà ngài xưng ngài là Trần Huyền Trang, đó là ngài lấy cái họ của ngài, pháp danh của ngài là Huyền Trang, lấy cái họ Trần, cho nên là Trần Huyền Trang. Nhưng mà thật sự ra tên thật của ngài Huyền Trang là Trần Vĩ, chứ ngài tên mà khi cha mẹ sanh ngài đó đặt ngài là Trần Vĩ. Khi ngài đi tu ngài có pháp danh là Huyền Trang, cho nên ngài tự xưng ngài là Trần Huyền Trang hoặc là Đường Huyền Trang. Nhưng mà mình không thể tự xưng mình, ngài không có bao giờ ngài xưng tôi là Đường Tam Tạng, người khác xưng thì được. Bởi vì chữ Tam Tạng là tượng trưng cho cái người mà thông hiểu kinh luật luận của nhà Phật, thông hiểu hết. Cho nên người ta xưng mình là Tam Tạng là người khác xưng, người ta ca ngợi mình, chứ mình không có được tự xưng tôi là Tam Tạng gì đó. Mình không có xưng. Ai kính mình ta thương ta kính, vì cái sự học hiểu của mình thì người ta xưng, chứ mình không có xưng.
Đó là mà Pháp Hòa giải thích theo một chút xíu để cho đại chúng hiểu tại sao quý thầy có chữ thích. Rồi bây giờ đối với các vị sư nữ thì chúng ta thêm chữ gì? Thêm chữ nữ, thích nữ. Thí dụ bây giờ mình nói là sư cô thích nữ Diệu Hằng, thí dụ vậy. À, chữ thích nữ là một vị nữ tu thuộc dòng họ Thích. À, trong hai kinh luật thường hay nói là chúng ta là con gái nhà họ Thích, các vị là con gái dòng họ Thích. À, con gái của dòng họ Thích là thích nữ. Còn các vị mà nam á, thì chỉ dùng một chữ thích thôi là hiểu đó là chư tăng. Cho nên đối với chư tăng thì nó là thích gì đó. Rồi sau này người ta hay ngạo đó, người ta nói ồ cái ông đó là thích đủ thứ vậy đó. Cái đó là do người ta ngạo người ta nói ra. Chứ còn mình là Phật tử không dùng những cái từ đó. Dù mình không có đồng ý với vị thầy đó cũng không nên dùng như vậy. Đó là những từ ngữ mà có tính cách thiêng liêng trong nhà Phật. Mình là Phật tử, mình bất đồng với vị thầy nào đó, nhưng chúng ta không nên dùng những từ đó để gọi chung như vậy, không nên. Đó là chúng ta làm cho cái từ ngữ trong nhà Phật bị xuyên tạc. Người ngoài đời người ta không hiểu thì người ta dùng, nhưng mình là Phật tử rồi. Mình tự xưng mình là Phật tử, mình gọi là phá tà hiển chánh gì đó, thì tuyệt đối không có dùng những cái từ khiếm nhã để mà chúng ta xưng qua chư tăng. Quý hiểu ý không? Còn bây giờ nói cái vấn đề, có vấn đề gọi là có thai, mình phải dưỡng thai như thế nào. Thật ra trong kinh Phật, Đức Phật cũng dạy, theo nhà Phật thì Đức Phật dạy chúng ta tu để giải thoát, không có sự ràng buộc. Cho nên Đức Phật mới đề xướng cái chuyện đi xuất gia đó. Xuất gia là người thoát ly những cái tình cảnh vợ chồng con cái. Nhưng mà rồi Đức Phật cũng rủ lòng từ, nếu những người nào đã có gia đình, đã có con cái, thì Phật cũng phải dạy như thế nào để cho người ta sống cuộc đời gia đình, có vợ, có chồng, có con cái mà có hạnh phúc, có an vui. Giải thoát ly, nhưng mà ai chưa thoát ly được, họ còn trong cái vòng ràng buộc, thì dạy cho họ sống an vui trong cái vòng của ràng buộc. Quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên Phật mới dạy rất nhiều kinh. Quý vị nào mà mở kinh Thiện Sinh, có một cái bài kinh tên là Kinh Thiện Sinh hay là Thiện Sanh đó, thì cái kinh đó là Đức Phật dạy rất kỹ về vấn đề cha mẹ đối với con cái đối với cha mẹ, chủ đối với tớ, tớ đối với chủ. Rồi Đức Phật dạy rất kỹ cờ bạc bao nhiêu lỗi, rượu chè bao nhiêu lỗi, chơi với bạn xấu bao nhiêu lỗi. Quý vị mà rảnh đi tìm cái bài kinh nó đọc, không có dài đâu. Bài kinh tên là Kinh Thiện Sanh. Có khi cái kinh đó được dịch là Kinh Lễ Sáu Phương. Tại vì cái anh Thiện Sanh đó, Thiện Sanh là tên của một người thanh niên. Anh nghe lời ba của anh, sáng nào anh cũng đứng ra trước cửa anh lại sáu hướng. Rồi Phật hỏi chứ anh lại để làm gì? Anh nói dạ con không có biết, ba con hồi xưa lại sáu hướng thì bây giờ con cũng làm theo là con lại sáu hướng mà con không biết. Đức Phật mới dạy sáu hướng tượng trưng cho cái gì, hướng đông tượng trưng cho gì, hướng tây tượng trưng cho gì, hướng nam tượng trưng cho cái gì, gọi là Kinh Thiện Sanh. Cho bây giờ mình mới có cái truyền thống, các thầy các chú mà đi xuất gia đó, sau khi làm lễ xuất gia rồi thì hướng về hướng đông, lại xuống hai lại để lại ơn cha mẹ, vì hướng đó là tượng trưng cho hướng của cha mẹ. Lại xuống, rồi cha mẹ sau này có mất thì mình không có lại nữa. Trước khi cha mẹ mất mình đã lại rồi, coi như là trả cái ơn rồi. Một khi mình đã xuất gia tức là mình không còn ở trong cái phạm vi thế tục. Bây giờ trở lại trong vấn đề là Đức Phật dạy những người còn trong vòng thế gian có gia đình. Thì bữa nay mình không nói chuyện Phật dạy chồng vợ như thế nào, hôm nay mình nói về dưỡng thai. Khi một đứa nhỏ nó ở trong bụng mẹ thì chúng ta gọi là tử cung.
Đứa nhỏ ở trong cái thai, cái bào thai chúng ta gọi là tử cung. Chữ tử là đứa con, chữ cung là cung điện. Khi đứa nhỏ nó ở trong bụng mẹ thì cái chỗ nó ở được gọi là tử cung, nghĩa là cung điện của đứa con. Quý vị nghĩ coi, phải con của mình là hoàng tử hay công chúa không? Đi không dám đi mạnh, ăn thì phải cẩn thận, không dám ăn bậy. Có phải không? Vì mình ăn bậy thì hại cái bào thai. Bây giờ Pháp Hòa nói về thân trước nha. Về thân, đi đứng phải cẩn thận, hành xử phải cẩn thận. Cái thái độ dữ dằn của mình, nó sẽ vô tình nó làm cho đứa con cọc cằn và hung dữ theo thái độ của mình. Bởi vì đứa con đó nó chưa tượng hình. Mà khi đứa nhỏ bắt đầu nó tượng hình là nó tượng hình theo cái tâm thức của người mẹ. Cho nên xin thưa đại chúng, rồi đại chúng để ý, nó sanh ra nó giống ai là do mình một phần. Thí dụ như á, cái tâm hồn của mình, cái tâm thức của mình cứ ghét cái người hàng xóm. Mà khi ghét người hàng xóm á, thì phải nhớ đó, nhớ họ. Mà nhớ họ riết cái sanh con ra giống hàng xóm, nó không giống cái người cha của nó. Cho nên thường thường á, người ta dưỡng thai, người ta ở căn cứ trên ba điều: thân, miệng, ý. Về thân thì phải đi đứng cẩn thận, về miệng thì không dám ăn uống bậy bạ và không dám nói bậy, về ý thì phải bớt những cái sự giận tức sân si, để đứa nhỏ đó không có giận tức cọc cằn sau khi nó sanh. Cái điều này á, ai đã từng có con và kinh nghiệm thì mới biết. Pháp Hòa nói ví dụ như ông bà mình tin rằng á, khi mà mình mồm có mang á, thường là người mẹ hay thèm. Mà bình thường, lúc bình thường không có mang, không có thèm mấy cái đó. Có nhiều người khi có mang là thèm gạo sống. Có nhiều người thèm ngửi mùi xăng. Có nhiều người thèm ăn bánh mì. Có nhiều người thèm ăn pizza. Mỗi người thèm một kiểu. Mà thèm mà không ăn á, thì mai mốt sanh con ra nó hay chảy nước dãi. Cho nên á, ở khi mình muốn dưỡng con á, mình dưỡng ba cách: thân, miệng, ý. Vì vậy mà ông bà Việt Nam mình ta hay nói là sao? Dạy con dạy thuở còn thơ. Chữ còn thơ đây không hẳn là khi nó sanh ra mới dạy, mà dạy nó từ trong bụng mẹ. À, cái này người ta gọi là gì? Người ta gọi là giáo thai. Chữ giáo là dạy. Khi có mang con mà mình dạy con gọi là giáo thai. Còn khi chúng ta chăm sóc đứa con bằng thân miệng ý của mình thật kỹ, đó gọi là gì? Là dưỡng thai. Dưỡng là nuôi. Dưỡng nuôi cái thai. Dưỡng nuôi cái thai, dạy cái thai. Rồi bây giờ khi nó bắt đầu nó tượng hình, tháng thứ nhất chưa có gì hết, tháng thứ nhì dường như sữa đặc, tháng thứ ba như cục huyết ngưng, bắt đầu tháng thứ tư mới tượng ra hình, tháng thứ năm bắt đầu mới có đầu, hai tay hai chân gọi là ngũ thể, tháng thứ sáu mắt tai mũi miệng mới có, tháng thứ sáu lục căn đầy đủ, bảy tháng thì đủ bộ cốt xương, bắt đầu xương cốt đầy đủ. Tới tháng thứ 10 mới sanh. Như vậy thì đứa nhỏ đã có mặt ngay từ cái buổi đầu. Cho nên người Á Đông chúng ta tính tuổi á, thêm một tuổi là tính đúng chứ không có tính sai. Ví dụ đứa nhỏ đó 12 kêu nó 13. Tại sao 13? Là tại vì tính thời gian có mang đó là tuổi thôi. Rồi quý vị biết á, là sống tính như vậy mà chết cũng tính vậy luôn. Người nào mà chết á, cái năm đầu vừa chết tính một năm. Cho nên cái năm đầu á, người ta không kêu là dỗ nha. Năm thứ nhì cũng không gọi dỗ nha. Năm thứ nhất gọi là tiểu tường.
Năm thứ nhì là đại tường. Mà thật sự nói hai mà là ba đó, tại vì năm mất là hết năm rồi, rồi hai năm kế nữa, thành thử ra ba năm, kêu là mãn tang và hết để tang. Như vậy là người Á Đông á, chết cũng tính, khi sống ở trong bụng tính năm, lúc mất, mất hồi tháng 3, tháng 4 gì không biết, nhưng mà mất năm đó là tính năm rồi đó. Quý vị hiểu ý ha. Thì bây giờ á, khi con nó tượng hình, bắt đầu nó biết chồi, nó biết đạp. Khi nó chồi, nó đạp, thì người mẹ thường để bàn tay lên cái bụng, niệm Phật và hướng dẫn cho con. Chẳng hạn như buổi tối hay ban ngày, hay lúc nào mình rảnh mình ngồi đó, mình để cái bụng lên, mình vuốt ve đứa con, mà mình khuyên đứa con mai mốt lớn lên phải ngoan hiền, phải biết tu niệm theo cái tín ngưỡng gì mình có. Hoặc là mình trì kinh, kinh Dược Sư, kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, chú Đại Bi, chú Dược Sư. Quý vị muốn tụng bất cứ kinh nào theo cái hoàn cảnh sức khỏe của mình, nhưng mà phải có tụng, tùy theo ngắn dài. Có nhiều người niệm có một câu thôi, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà cái người mà giúp đỡ cho cái người mẹ đang mang thai được thăng tiến trên cái con đường an lạc trong khoảng thời gian 9 tháng này, ai? Cha. Chưa nói mẹ chồng, mẹ ruột, em chồng, em ruột vậy đó, bà con, cô bác cũng có. Nhưng cái người mà gần gũi trợ lực cho người vợ nhiều nhất đó là người chồng. Mình có mang mà ông chồng cứ xách áo đi chơi hoài, thành thử ra những cái lúc cần chồng không có nhà, cái buồn bực. Mà cái buồn bực đó là nó ảnh hưởng đứa con. Rồi có nhiều khi á, trong khi vợ có mang thì chồng lại sanh tâm tà hạnh ở bên ngoài. Vợ biết được buồn khổ khóc hoài, cho nên sanh đứa con ra sao? Nó buồn, nó khổ. Đã vậy chưa hết, sanh con ra để kỷ niệm đứa con này mẹ sanh ra khi không có cha, cha con đang tầm bậy ở bên ngoài, đặt tên Lệ. Đặt tên khổ buồn để mà kỷ niệm. Chữ Lệ này không có nghĩa là nguy nga tráng lệ, mà ở chữ Lệ nghĩa trong lúc này là nước mắt. Thì đứa con nó ảnh hưởng vô cùng. Cho nên khi người mẹ có mang thì người cha phải hỗ trợ cho người mẹ. Thật sự ra quý vị bên nam giới mà có hộ cho người nữ chỉ một phần thôi, chứ bao nhiêu cái đau đớn, cái khó khăn, cái cực nhọc gì là người nữ hết. Cho nên ca dao Việt Nam mình mới có câu là đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Cái lúc đau đó có ai thế được đâu. Hồi đó Pháp Hòa nhớ có một bài thơ Pháp Hòa viết lâu lắm rồi, hồi nhỏ vào mười mấy tuổi thôi. Pháp Hòa viết cái câu là mẹ có thai mẹ mang nặng đã đành, cha thế mẹ chịu những gì khổ nhọc. Bây giờ người cha không có thế mẹ mang cái nặng nhọc đó được, nhưng mà có thể ở bên ngoài giúp cho mẹ. Mà người cha mà có chăm sóc con cái như vậy đó, thì tự nhiên cái liên đới, cái tình cảm nó sâu sắc. Đừng có nghĩ rằng mình pha cái bình sữa là chuyện của vợ, không đâu. Nếu mà các ông mà sữa, pha sữa cho con bằng cái tình thương, thì chai sữa đó tự nhiên nó cũng ngọt ngào không kém. Và mình cầm, mình ẵm đứa con, mình đút cho con bú, rất là dễ thương, chứ không có gì không làm được. Cho nên mà Phật dạy rất kỹ trong kinh, mà mình phải đi tìm ở trong những cái bộ kinh Nikaya, thì Phật dạy chồng như thế nào, dạy con như thế nào, như thế kia. Quý vị có nhớ cái câu là điều thứ nhất giữ gìn thai giáo ở trong kinh Vu Lan không? 10 tháng trường chu đáo mọi bề. Chữ thai giáo hồi nãy Pháp Hòa nói đó là mình dạy con. Có một em Phật tử đang thời gian có mang thì đứa con nó quậy quá. Thì Pháp Hòa nói là mỗi một lần nó quậy như vậy thì lấy tay để trên cái bụng và vuốt ve và niệm Phật và mà dỗ về đứa con. Thì cô phone cô nói hay quá, con làm mà nó có kết quả. Trong lúc đó con niệm Quan Âm và con khuyên
con đừng có làm mẹ đau, con ngoan đi, con đừng có làm mẹ đau, thì một lát cái đứa nhỏ nó nằm im. Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo, 10 tháng trường chu đáo mọi bề. Có một chị Phật tử khi mà gặp quý thầy rồi, chị có mang, chị mới nguyện là con nguyện cúng dường đứa con của con cho Tam Bảo. Cho nên từ khi chị có mang là chị lúc nào chị cũng nghe kinh, nghe giảng, niệm Phật, tụng kinh. Vừa rồi Pháp Hòa đi qua Mỹ giảng gặp nó nè, để cái chớp, nó dễ thương lắm. Mặt mày sáng sủa, trắng trẻo, đẹp trai. Mẹ nó đặt cái nickname của nó là Tàu Hũ, ở nhà kêu nó Tàu Hũ, rất là dễ thương. Pháp Hòa đã từng gặp các em nhỏ ở chùa mình đây, khi có mang bà ngoại tụng kinh cho nó, tụng kinh Dược Sư, tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Pháp Hoa, rồi khuyên mẹ nó niệm Phật, tập hiền lành đừng có giữ. Người mẹ mà có thai mà giận tức hoài không có tốt cho đứa con đâu, cho nên tuyệt đối đừng. Có giận gì đi giận rồi cũng phải xả bỏ, có ghét ai đi nữa cũng nhớ xả. Nhưng mà quý vị biết không, ở đây người phương Tây người ta bán những cái hình mấy đứa nhỏ để cho người mẹ đó thường nhìn đứa nhỏ. Thí dụ thấy đứa nhỏ là nó tròn trịa, nó dễ thương á, người ta hay mua về ta dán trong phòng á, để cho người mẹ thường thấy những cái hình dễ thương đó để mà nắn tượng hình cái đứa nhỏ đó. Người Á Đông mình hay nói là có bà mụ á, bà mụ nắn á, thiệt sự ra bà mụ đó là ai? Là bà mẹ đó. Bà mẹ cũng là bà mụ. Mẹ nắn con ra làm sao là tùy theo cái cách sao chính trong thời gian 9 tháng mẹ nắng con. Cho nên Việt Nam mình tin có 12 bà mụ. Cho nên đó, cái người mẹ mà sanh con á, từ lúc có mang cho đến khi sanh con sau 3 ngày, thì thường ở trong truyền thống Việt Nam là sau 3 ngày người ta cúng. Cái lễ cúng đó kêu là cúng đầy cử. Đầy cử chứ chưa đầy tháng nha. Chữ đầy cử là gì? Chữ cử này là kiên cử. Bởi vì khi mình có mang là mình kiên cử đủ thứ. Thí dụ kiên đi mạnh, kiên làm mạnh, kiên giận, kiên đủ thứ hết. Bây giờ sau khi sanh rồi hết kiên, người ta kêu đầy cử. Rồi sau một tháng nó kêu đầy tháng. Những cái chuyện cúng đầy tháng, cúng thôi nôi, cúng đầy cử gì đó, nó không có thuộc của Phật giáo. Nhưng mà đó là truyền thống văn hóa của Việt Nam. Cúng để làm gì? Để tạ ơn đất đai, thổ địa, tất cả khí trời, khí tiết, mọi sự, mọi vật đã cho mẹ tròn con vuông. Cho hôm nay mẹ tròn con vuông rồi thì nhớ nghĩ lại. Cho nên mới làm cái lễ cúng đó. Vì vậy, khi một người mẹ có mang, xin thưa đại chúng, ở trong kinh đó, Kinh Hoa Nghiêm á, có dùng một cái từ là thánh thai. Cái thánh thai là gì? Thánh thai tức là mỗi người chúng ta, bất luận nam hay nữ, ai cũng đang có một cái thai. Mà cái thai này không phải là cái thai bình thường, mà cái thai của bậc thánh. Mà cái thai đó là gì? Đó là cái tâm bồ đề của mình. Đó là cái tâm giác ngộ của mình. Mình phải nuôi dưỡng, phải chăm sóc cái thai đó, để cho nó sanh ra, nó lớn lên một cách tốt đẹp. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ á, ai có cái tâm niệm là muốn đi xuất gia, có cái ý niệm muốn đi xuất gia, thì nuôi dưỡng cái tâm niệm đó cho mỗi ngày nó mỗi lớn lên. Rồi ai mà đã đi xuất gia rồi thì phải nuôi dưỡng cái tâm đi xuất gia đó một cách trong sáng, vững chãi, để trên đường tu không có lui sụp. Cho nên mỗi chúng ta có hai thứ thai, cái thai nhi bình thường và một cái thai nhi đặc biệt. Thai nhi đặc biệt là thánh thai. Nam nữ gì, người đệ tử Phật cần nuôi dưỡng. Còn có một cái thai đó là cái bào thai, một đứa con. Mà quý vị nhớ đó là tử cung, đứa nhỏ trong cung điện. Cho mình phải dưỡng nó, phải giáo thai, phải dưỡng thai. Bởi vì chúng ta là những người đang mang thai. Mà mang thai thì chúng ta phải làm sao để sanh cúc dưỡng dục. Mà trong danh từ Việt Nam thường là chín chữ cù lao. Nhớ không? Đội ơn chín chữ cù lao đó.
Pháp Hòa có giải chín chữ cù lao là gì đó. Quý vị đi tìm cái băng quý vị nghe lại, chín chữ cù lao. Sanh là một rồi đó, cúc là hai rồi đó. Cúc là gì? Cúc là nuôi. Dục là dạy, cúc dục dưỡng nuôi gì đó. Trong đó có chín chữ, mà chín cái giai đoạn người mẹ lo cho con. Cù lao là sự cực nhọc. Thôi thì hôm nay qua hai câu hỏi, Phật tử hỏi là con có mang thì làm sao để mà hướng dẫn đứa con của con nó tốt. Thì nó tốt hay không á, nửa mai mốt nó sanh ra nó như thế nào, một phần là do nghiệp lực của nó, một phần là do cái phước phần của mình. Nhưng mà mình thì, trong khi nó đang được giáo dưỡng thì mình cũng phải nên dưỡng nó bằng trọn vẹn cái trái tim của mình. Còn kết quả như thế nào là tùy theo một phần trong đó có nghiệp riêng của nó và cái nghiệp của mình. Thật ra đời này á, vợ chồng con cái mà gặp nhau đó không phải là chuyện bình thường đâu. Đó là duyên hết đó. Nhưng mà thiện duyên hay là ác duyên thôi, chứ đều là duyên. Chẳng hạn như chúng ta gặp nhau mỗi tuần như vậy nè, có phải là duyên không? Duyên. Nhưng mà gặp nhau không phải chửi bới, không phải nói móc, không phải nói xấu nhau, mà gặp nhau để đem lời kinh Phật dạy nhắc nhở nhau, thì cái này là duyên gì? Duyên thiện. Còn gặp nhau mà để làm khổ nhau, hấy nguýt nhau, đó là duyên xấu. Cho nên chúng ta nên tạo cái duyên tốt nhiều, đừng tạo duyên xấu. Vợ chồng mà lỡ gặp nhau đời này á, thương nhau lắm, không có làm khổ nhau, đó là tốt. Bây giờ nguyện thêm đi, đời sau có gặp nhau á, mình làm những người bạn đạo cao hơn bậc nữa. Đó là đạo bạn gì? Bồ đề quyến thuộc. Không làm những cái tình cảm bình thường nữa. Tại vì cái tình cảm bình thường á, vui thì hợp, xa thì khổ. Mà thương nhau lắm lúc xa cũng khổ, nhưng mà khổ này khổ êm ái. Còn gặp nhau rồi hận thù nhau rồi cũng xa, nhưng mà xa trong đau khổ. Cái nào cũng xa hết á. Nhưng mà thật cho nên Phật mới nói á, cái hạnh phúc mà chúng ta đang có đó cũng là một dạng đau khổ, nhưng mà đau khổ êm ái, chứ không có đau khổ giằng co. Còn cái đau khổ mà gặp nhau không nhìn nhau, hồi xưa kiếm tìm vắng một chút chịu không nổi. Em mà không có anh thì như là ngày không có nắng. Em mà không có anh thì cũng giống như là mùa đông không có áo lạnh, thí dụ vậy. Bây giờ mà gặp nhau, trời, tôi gặp ông tôi bực bội thế này thế kia. Thành thử ra chúng ta không có biết đưa cái duyên mỗi ngày nó mỗi tăng thượng. Quý vị có nghe cái danh từ tăng thượng duyên không? Thượng là cao, tăng là tăng lên. Chúng ta phải làm sao mỗi ngày mỗi tăng cái thượng duyên đó, để đừng có làm cái ác duyên nó tăng thượng. Cho nên gặp nhau đời này, làm huynh, làm đệ, làm bà con pháp quyến với nhau, thì phải nuôi dưỡng làm sao cái bồ đề quyến thuộc đó tăng trưởng. Đó gọi là tăng thượng duyên. Chứ đừng có tăng thượng mà cái kiểu tăng thượng nghịch duyên thì dở. Mỗi ngày phải tăng thượng thiện duyên, chứ không có tăng thượng cái ác duyên, cái nghịch duyên. Đó. Cho nên mình phải dưỡng cái đó. Mà mình dưỡng với cái đó rồi á, cái đứa con của mình sanh ra. Có một hôm đó có hai Phật tử lên thăm, thì hai vị mới nói là chúng con rất là buồn, là tại vì chúng con không có con. Thì Pháp Hòa mới nói dạ không có sao, hai vị không có một đứa con bình thường như quý vị nghĩ đó, nhưng mà hai vị có một đứa con nữa mà hai vị không có thấy. Tình yêu của hai vị là một đứa con đẹp. Đứa con đó do hai cái trái tim, do hai cái nhịp đập, do hai cái cảm thông mà nó sanh ra đứa con. Đứa con của cảm thông, đứa con của hiểu, đứa con của thương. Cho nên dù mình không có con, nhưng mà vợ chồng vẫn sống hạnh phúc thì vẫn có một đứa con. Đứa con đó là đứa con của hiểu và thương. Còn nhiều khi mình sanh một đứa con đời này, lúc nhỏ thì mình cực cái thân cái xác thôi, nhưng mình không khổ cái tâm. Khi nó lớn lên bắt đầu mình khổ cái tâm, tại vì bây giờ mình không biết nó đi chơi với ai, nó nghe lời ai và nó đã làm gì.
Cho nên lúc nhỏ là cực, lớn lên mới khổ. Hai giai đoạn. Lúc con nó nhỏ là mình chỉ cực thôi, không có khổ, hay là chưa khổ. Rồi bây giờ bắt đầu nó ở cái tuổi 12, 13 nó lớn rồi bắt đầu mình mới khổ. Rồi bây giờ nó có vợ, có chồng, mình tưởng nó yên hả? Chưa, nó bắt đầu giai đoạn mới. Phải không? Giai đoạn bắt đầu là giai đoạn gì? Giai đoạn brand new. Mà cái gì mà brand new nó hay trục trặc. Phải không? Mới cũng trục trặc, mà sống lâu rồi bắt đầu cũng trục trặc. Cho nên Đức Phật nói sống là khổ. Tại sao khổ? Khổ đủ kiểu, khổ đủ cách. Mà muốn giữ hai chữ hạnh phúc cũng phải tranh đấu, phải đủ kiểu hết thì cái chữ hạnh phúc đó mới tạm ở với mình. Chứ không thôi thì sao? Nghĩ thân như cánh chuồn chuồn, khi vui nó đậu, khi buồn nó bay. Rồi khổ gì nữa biết không? Dí dầu tình bậu muốn thôi. Thì thường phải bậu phải làm gì? Bậu phải gieo cái tiếng dữ cho rồi bậu ra. Chưa chắc bậu ra bậu yên đâu nha. Bậu sẽ gặp một cái quả khác là bậu ra bậu lấy oan gia. Đó là cái quả. Chứ cái đó là cái nhân cái quả mà ca dao Việt Nam nói rất rõ. Bạn gieo cái nhân phải không? Là bạn gieo cái tiếng dữ để cho thoát cái thân. Nhưng mà thoát thân tưởng để tu sao? Thoát thân để lòi làm sao nữa? Cuốn tiếp, cuốn tiếp. Hồi đó có một cái bài hát của Trầm Tử Thiên: ta nghiêng vai nghe lại cuộc đời thì hải hùng hoàng hôn chợt tới gì đó. Hải hùng. Chờ hồi xưa quý thầy có nhiều khi Pháp Hòa thấy người ta ký cái giấy đó, không? Cuộc đời này cái gì cũng ký giấy hết đó. Lúc kết hợp cũng ký nữa. Mà lúc không còn kết hợp cũng phải ký nữa. Nhưng mà cái kia ký cất, con cái ký xé. Mà không có cái nào thật sự là ký kết hết. Kết là cột lại. Chữ ký kết là ký xong rồi cột nó lại kêu ký kết. Còn bây giờ mình sao? Mình cũng ký đi. Ký một tờ giấy này là gì? Ký giải, giải là mở. Cho nên người tu là giải thoát là vậy đó. Chữ giải là, giải là mở, thoát là vượt. Mở rồi mới vượt được. Cho nên hàng ngày mình sống đừng có chấp. Người nào mà chấp nhiều là kết nhiều. Giận người này là kết dây rồi đó. Ghét người kia là kết. Cho nên kết oan, kết gia. Mà kết nhiều chừng nào thì nó rối nùi, gỡ không được. Một đời gỡ không xong, nhiều kiếp trôi lăn đau khổ. Cho nên đời này á, gỡ được cái gì, tháo được cái gì, tháo đi. Mình mới vừa giận người đó hôm qua phải không? Bỏ được thôi bỏ đi. Đừng có để lâu ngày không có tốt. Nó thành những cái nùi, nó chặt chẽ ở trong cái tâm hồn mình rồi á, lúc đó khó gỡ được. Thôi thì xin chúc cho đại chúng ai cũng có một thánh thai cần phải dưỡng, dưỡng cái thánh thai đó. Còn người nào trong cuộc sống vợ chồng có con, đang có mang thì nhớ dưỡng thai theo lời Phật tổ dạy, là dưỡng thai, giáo thai bằng cách là giữ cái tâm niệm an lành. Tâm niệm an lành là thánh thai. Lấy cái thánh thai đó dưỡng cái phàm thai. Quý vị nhớ không? Cái tâm niệm an lành của mình là thánh thai. Rồi khi mình có mang một đứa con trong bụng là phàm thai. Mà lấy cái thánh chuyển cái phàm, đó là tu. Vì thực chất của người tu là chuyển từ phàm ra thánh. Xin chúc đại chúng an vui. Và mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức